Bất động sản bán nhà quận 7 chính chủ xin kính chào đến cô chú và anh chị. Hôm nay em qua em review căn nhà tại hẻm Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4 dài 14m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà có cái sân rất rộng rãi nha anh chị. Từ đây cô chú anh chị ra chợ Phú Xuân khoảng 300m, đi vô trung tâm quận 7 phố Mỹ Hưng bán kính không quá 10 phút. Đi vô trung tâm quận 1 chợ Bến Thành bán kính trong vòng 15 phút nha anh chị. 25 30 phút nha anh chị. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh bán nhà quận 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Đây là không gian phòng khách nha anh chị. Nhà mình thì phòng nào cũng có máy lạnh hết, chủ nhà là tặng full máy lạnh cho cô chú anh chị mình luôn. Đây em quay cận kẽ của chú anh chị mình xem, cô chú anh chị xem nha anh chị. Ngang 4, dài 14m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ. Em quay không gian nhà bếp cho anh chị mình xem. Nhà bếp thì trên tủ kệ bếp, dưới lớp đá chạy vòng qua. Bên đây mình có bàn ăn nè. Nhà thì hẻm thị trấn Nhà Bè, cách quận 7 không quá 5 phút. Ở sau có cửa sổ luôn nha anh chị. Ngang 4, dài 14m, nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, chủ nhà muốn bán với giá là 4 tỷ 4. Chỗ này là mình để gắn máy giặt nha anh chị, đây mình để tủ lạnh, đây nhà vệ sinh từng trệt đây, rất là rộng rãi luôn. Hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời, trên thì kiến ấp thủy, nhà hướng chính thì hướng tây. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu để mình xem trên lầu. Em xin nhắc lại cô chú anh chị, nhà hẻm Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4, dài 14m. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ, nhà có giếng trời riêng. Chủ nhà muốn bán giá là 4 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ. Này là phòng sau của lầu 1. Phòng nào có máy lạnh hết nha anh chị. Em quay cận kẽ phòng sau thì có cửa sổ nè, rèm cửa là hết rồi. Cô chú anh chị xem kênh bán nhà 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 781712, Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Đây nhà vệ sinh của trên lầu nha anh chị. Hệ thống máy là máy nước nóng năng lượng mặt trời. Nhà chính chủ. Đây phòng nữa là hai phòng của lầu 1 nha anh chị. Lầu 1 thì hai phòng. Bên đây là cửa chính, bên đây là cửa sổ. Quay cận kẽ anh chị mình xem. Phòng nào có máy lạnh hết. Nhà hướng chính thì hướng tây. Nhà thì cách hẻm xe hơi nó khoảng chừng 100m anh chị. Hẻm thì được 3m. Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Đó, em quay cận kẽ của chú anh chị mình xem. Nếu chú anh chị đã mất thời gian đi xem nhà, cô chú anh chị nào xem kênh bán nhà 7 chính chủ cho đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh ủng hộ giúp em. Em mời cô chú anh chị mình đi lên trên lầu 2 để mình xem trên lầu 2 nha anh chị. Nhà thì hẻm Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè, cách chợ Phú Xuân khoảng chừng 500m, đi vô trung tâm quận 7 Phú Mỹ Hưng bán kính khoảng chừng không quá 10 phút nha anh chị. Nè giếng trời nè. Nhà thì 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 4 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ. Nhà thì nhà chính chủ đứng bán, chủ nhà có hỗ trợ vay ngân hàng nữa nha anh chị. Nhà này giờ rẻ nhất thị trấn Nhà Bè. Đây phòng sau cũng có cửa sổ nè. Nhà là chủ nhà tặng hết cho mình luôn. Phòng nào có máy lạnh hết. Hệ thống máy thì máy nước nóng năng lượng mặt trời. Giá chỉ có 4 tỷ 400 triệu còn thương lượng chính chủ.
Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cửa thì cửa gỗ nha anh chị. Đây, nhà vệ sinh. Hệ thống máy nước nóng năng lượng mặt trời, gạch men nó trần hết. Này, phần trước phòng nó là 4 phòng ngủ. 4 phòng ngủ, 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán giá là 4 tỷ tư nha anh chị. Ngân hàng có hỗ trợ cho cô chú anh chị mình luôn. Em quay cận kẽ của chú anh chị mình xem, lầu nào có ban công hết. Đó, cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà 7 chủ cho đăng ký kênh. Chú anh chị đăng ký kênh rồi giúp em. Cửa thì cửa nhôm xi pha. Rất là đẹp nha anh chị. Em xin nhắc lại của chú anh chị, nhà ở hẻm Quỳnh Tấn Phát, thị trấn Nhà Bè. Nhà có diện tích ngang 4 dài 14 mét. Nhà một trệt 2 lầu, 4 phòng ngủ 3 vệ sinh. Chủ nhà muốn bán cái giá là 4 tỷ 400 triệu, còn thương lượng chính chủ. Cô chú anh chị đi xem nhà liên hệ cho em số điện thoại là 0913 781712. Phương sẵn sàng sẽ đưa anh chị xem nhà. Cô chú anh chị xem kênh Bán Nhà 7 chính chủ chưa đăng ký kênh, cô chú anh chị đăng ký kênh hộ giúp em. Em cảm ơn cô chú anh chị rất nhiều.